Chào mừng 500 anh em trở lại với channel của Cú Rồn Vlog nha. Hôm nay anh em Cú Rồn và với Quốc Ngáo sẽ làm một video về một trò chơi. Sẽ là mình tê một món đồ ở trên đó, rồi mình cọc dai xuống một trong ba số này, 1, 2, 3. Và bịt mắt người còn lại, người mà mình bị chơi á. Rồi mình sẽ chờ người kia đoán số. Nếu đoán trúng y cái số mình đang cọc thì người đó sẽ bị dính chưởng. Video bắt đầu nè anh em. Giờ mình vào Quốc Ngáo sẽ treo móng tay. Quốc Ngáo Vlog xin chào 500 anh em nha. Nào treo lên đi. Đừng quá nguy hiểm. Đỡ đi. Ây da, cái này là khá là nguy hiểm đây. Vỡ một bào là chết đây. Treo lên. Rồi, thả ra. Thôi thả xuống đã. Thả xuống ghế đi. Thả xuống ghế đi. Rồi giờ ta bịt mắt nè. Giờ mình sẽ bịt mắt của Quốc Ngáo. Không chịu giờ nha. Thả xuống cái mặt mày đi. Ngáo nào. Xin chào anh em. Chưa mắc số mà Mỹ. Rồi. Rồi đứng đó đánh số đi. Thọ ngồi xuống đi. Số mấy? Thả ra đi. Số mấy? Số 1 cầu giáo này. Số 1. Tới lượt tao nghe. Ok. Tiếp tục lần thứ hai chính là cú rồn với lóc ngồi. Và lần này sẽ hơi bong bóng nhỏ. Bong bóng nhỏ chứ nguy hiểm hơn bong bóng lớn. Cậu Quốc ơi. Vòng xuống dưới, vòng ra dưới xuống dưới nè. Đó. Bây giờ là mình sẽ bịt mắt cô rồn Vlog nha. Thì mình ngồi đối diện vào cho nó chắc. Đó, chắc này là cô rồn Vlog mà. Cắt tàu nè. Okay. Cắt tàu đấy. Ok. Bây giờ cái Vlog cho em móc vô. Ok. Bây giờ anh Giang à.
Và tiếp tục lần thứ ba sẽ là cái rổ nha anh em. Đây, anh em thấy rổ giờ đó, cái rổ đó. Giờ sẽ tới lượt mình nha, lượt mình thì cái rổ thì có vẻ là hơi nhẹ hơn. Và tới lượt của rồm sẽ là cái tai hoặc là cái mô hiểm. Bây giờ là của rồm đang cọc. Bây giờ tôi sẽ bịt mắt của Quốc Ngáo. Mua thổi là đón đây nha. Đón đây. Số mai. Số không. Lần này là Kuro Vlog sẽ bị đủ. Anh Quốc có cặp vũ thật là to. Thật là ghê nhiều mà. Thôi, lần này không cho thằng nào chơi An Giang nữa nghe nha. Okay. Thằng nào An Giang mà biết được là sẽ bị em bong bóng. Ok. Nãy giờ Quốc Ngáo cho An Giang mình mới chơi lại thôi. Và bây giờ mình cho Quốc Ngáo cọc. Nếu mà Quốc Ngáo cọc vào số 3 mà tao chọn đúng y số 3 là Quốc Ngáo cát. Đúng không? Chứ là phải là tôi chọn xe số mới bị cát lên. Ủa là tôi chọn xe số rồi cậu cát nè. Ừ, đại diện Quốc Ngáo không hiểu được. Ủa nó răng nãy tôi cọc. Tôi đón xe số bị cát ta. Nãy thì cái xe nãy tôi cọc số 1. Mày đón số 1.
là đúng số. Không, hồi nãy còn số 2 nữa rồi. Số 1, nãy còn có mắt số 1 mà. Thôi, lần này tới tao. Lạ ta. Thôi. Lực lạ anh em ơi. Ok, sau đây là sẽ tới phần mình biệt mát em mấy bọn. Ai cần nâng mừng nâng được, hãy liên hệ Cú Rồn Vlog. Đảm bảo bốp là sứ. Rồi ok. Tới xíu mày. Xíu nữa. Dạ. Rồi dạ. Cầm này, cầm ngực này. Tự nhiên ở nhà không có hai cặp ngực sứ rồi. Lên. Lên. Yeah. Lên. Lên nữa. Lên. Không mỗi đi vô nha, mỗi nha. Ừ, thả ra. Rồi. Tới. Xíu. Nói xíu. Nói xíu. Nói xíu. Rồi. Có một cái linh cổn không được tốt lắm mấy bọn. Và đứng đây. Ở chỗ này. Chỗ quá ta. Một cái linh cổ được tốt á. Ok, không, lần này ta chắc, ok luôn. Không chơi nhớ nha, nhớ ok luôn. Chơi giòn là xí vô, chơi ăn ớt này, nhớ nha. Ok. Số 1. Màu. Màu. Run. Ủi nè. Ui. Ui sướng quá anh em ơi. Ăn ổi hộp. Xin lỗi nghe. Ok, mày hứa là mày hai ổi tao ăn nghe. Lấy keo cắt cái bụp luôn đi cho tao. Mày làm muối luôn nghe. Cắt đi. Cắt hai trái luôn nghe. Một trái thôi, trái này này. Vì túi trong biên trái. Rồi. Sướng. Bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã coi video của mình. Nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Bye. Tạm biệt anh em. Thank you.